Sữa rửa mặt Zicken chính hãng kiểm tra như thế nào, có tác dụng gì và mua hàng chính hãng ở đâu? Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và số điện thoại của mình là 0985 38298. Và rất là nhiều video trước thì mình cũng đã phân biệt cho bạn cái sản phẩm sữa rửa mặt Zicken rồi đúng không ạ? Đây là một sản phẩm của tập đoàn Coinostar Việt Nam và sản phẩm đang và đang được các bạn sử dụng rất là nhiều luôn. Đấy, cái tác dụng của cái sản phẩm sữa rửa mặt Zicken Wash Form này, nó có tác dụng đó là sạch sâu. Sạch sâu ở lỗ chân lông ở bên trong, bởi vì trong mỗi sản phẩm thì nó đều có một cái bàn đều có một cái bàn chải để mọi người có thể massage, có thể làm sạch sâu đó. Ví dụ như chúng ta đi đâu về bụi bẩn này, hay là chúng ta làm việc cả ngày căng thẳng, chúng ta cần một cái sản phẩm để massage, để làm sạch da, thì đây sẽ là một trong những sản phẩm mà giúp cho bạn làm sạch da rất là tốt nhé. Sản phẩm này được chiết xuất từ táo nên là các bạn thấy là các bạn sẽ thấy là sản phẩm nó có một màu xanh lá cây rất là đặc trưng đúng không ạ? Đó. Và cái tác dụng của cái sản phẩm này, ngoài cái tác dụng là làm sạch sâu da, thì nó có tác dụng đó là kiềm dầu. Do vậy là những bạn mà đang bị vấn đề về mụn về mụn này, về nám này, đó, và nhất là những bạn đang độ tuổi dậy thì các bạn ấy do cái tuyến hormone nó thay đổi rất là mạnh, đấy, tuyến dầu tiết ra rất là nhiều mà các bạn không vệ sinh sạch sẽ nữa thì các bạn lên mụn rất là nhiều, và nhiều bạn còn bị để lại cái tình trạng viêm đấy. Rồi là có khi mà các bạn nặn mụn nó sẽ lây ra, nó sẽ lan ra, nó gây ra rất là nhiều các vấn đề đó trên da đó, và nhiều bạn còn phải đi da liễu cơ. Nên là cái bước mà làm sạch da thì nó rất là quan trọng luôn. Và cái sản phẩm sữa rửa mặt Zicken này nó làm sạch sâu ở bên trong đấy, giúp cho lỗ chân lông được thông thoáng đó. Và cái sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy là đối với sản phẩm chuẩn thì bao giờ nó cũng sẽ có là con tem điện tử của công ty đúng không ạ, và cái mã của sản phẩm ở trên này. Mỗi một sản phẩm thì nó sẽ đều có cái mã số lô riêng, ví dụ như đây là 001329, đây là mã của sản phẩm, mà mỗi một sản phẩm chỉ có một mã thôi. Tiếp theo là một cái tem gọi là tem điện tử. Tem này thì các bạn sẽ cào ra và soạn tin nhắn cho mình theo cú pháp là CHG dấu cách KOHI dấu cách mã số và gửi về tổng đài 8077 thì các bạn sẽ nhận được tin nhắn nếu mà hàng chuẩn về nhá. Sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy là công dụng của nó làm sạch da này, cân bằng độ ẩm, chống nhờn, dưỡng da, làm sạch từ sâu bên trong, giúp cho làn da tươi sáng, rạng rỡ, giúp ngăn ngừa mụn, vết thâm, nám, mang lại cho da mịn màng, trắng sáng. Do vậy những bạn mà đang bị mụn, bị nám thì mình khuyên các bạn nên sử dụng sữa rửa mặt Zicken, các bạn thấy rất là thích. Đó, ai dùng cái sản phẩm này các bạn cũng thấy là rất là hài lòng luôn. Đó, và cần biết chi tiết rõ hơn về cái sản phẩm sữa rửa mặt Zicken này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0985 328 298, mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhé. Ok, xin chào cả nhà.